Hello everybody. To help the students get good marks in the first semester test, in chapter grade 7, I will show you how to rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first. To help all of you understand the lessons better, I will present in Vietnamese. Now, pay attention to the grade. Chào các em, để giúp các em đạt được điểm cao trong bài kiểm tra học kỳ 1 sắp tới. Trong cấu trúc lớp 7, cô sẽ hướng dẫn các em cắt viết lại câu thứ hai sao cho có nghĩa tương tự với lại câu thứ nhất. Để giúp tất cả các em hiểu bài hơn thì cô sẽ trình bày bằng tiếng Việt nha. Bây giờ các em hãy chú ý nhìn lên màn hình giúp cô nhé. Cấu trúc đầu tiên chúng ta học đó là suggestion, lời đề nghị. Để đưa ra lời đề nghị hoặc lời gợi ý, ta có thể dùng một trong các cách sau. Ví dụ thứ nhất, let's go to my house. Chúng ta hãy đến nhà tôi. Dùng cấu trúc mệnh lệnh bắt đầu bằng let's cộng với lại dấu không. Ví dụ thứ hai, shall we go to my house? Chúng ta sẽ đến nhà tôi. Dùng cấu trúc câu hỏi với shall we cộng với lại dấu không đồng nghĩa với lại let's. Ví dụ thứ ba, why don't we hoặc là why don't you go to my house? Tại sao chúng ta không đến nhà tôi? Tại sao bạn không đến nhà tôi? Dùng cấu trúc câu hỏi với lại why don't we hoặc là why don't you cộng với lại dấu không. Ví dụ thứ tư, how about we to my house? Đến nhà tôi nhé. Dùng cấu trúc câu hỏi với what about hoặc là how about cộng với lại dấu in. Để đáp lại câu gợi ý, ta dùng nếu chúng ta đồng ý thì chúng ta sẽ nói như sau. Yes, let's. Được, hãy làm thế đi. That's a good, great idea. Ý hay đấy. Okay, alright, it will be fun. Đồng ý sẽ vui đây. It sounds wonderful. How is it great? Nó có vẻ tuyệt. Nếu chúng ta không đồng ý, hay gọi là từ chối, thì chúng ta sẽ nói như sau. No, let's not. Không, chúng ta đừng. No, I'm sorry, I don't think it's a great idea. Hoặc I don't think it's a good idea. Không, tôi xin lỗi, tôi không nghĩ đó là ý kiến hay. Sorry, I rather not. Xin lỗi, tôi không thích. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập về mẫu câu vừa rồi nhé. Ở đây cô có 3 câu, các em lấy giấy bút ra làm, sau đó cô sẽ sâu đáp án nhé. Bây giờ cô sẽ sửa bài nào. Ở câu thứ nhất, shall we play video games? Chúng ta sẽ chơi game. Why don't we play video games? Sao chúng ta không chơi game? Let's play video games. Chúng ta hãy chơi game. Ở trong câu này chúng ta thấy nè, sau chữ shall we, why don't we, let's là động từ nguyên mẫu. Ở câu thứ hai, what about listening to the music? Nghe nhạc thì sao? Why don't we listen to the music? Sao chúng ta không nghe nhạc? How about listening to the music? Nghe nhạc nhé. Ở trong câu này chúng ta thấy sau what about, how about là verb in, sau why don't we là verb không. Câu số 3, let's play badminton. Chúng ta hãy chơi cầu lông. How about playing badminton? Chơi cầu lông thì sao? Ở trong câu này chúng ta thấy sao let's là động từ nguyên mẫu, sao how about là verb in. Chúng ta qua mẫu câu thứ hai, so sánh năng của danh từ. Comparison of nouns. Chúng ta dùng more, less, fewer có thể được dùng như từ hạn định trước danh từ để so sánh nhiều hơn hoặc ít hơn về số lượng. Trước hết, chúng ta so sánh nhiều hơn. Comparative of superiority. Chúng ta có công thức như sau. Such as, less verb, less more, less now, less than, less now of pronoun. For example, he earns more money than now. Anh ta kiếm nhiều tiền hơn năm. Ở đây chúng ta thấy sao more là uncountable noun, money. Ví dụ thứ hai, American students
have more vacations than Vietnamese students. Sinh viên Mỹ có nhiều kỳ nghỉ hơn sinh viên Việt. Chúng ta thấy vacation this summer là countable noun, danh từ đếm được. Vậy sao more là danh từ không đếm được ở số ít và danh từ đếm được ở số nhiều, đi với cả hai. Ở so sánh ít hơn, kém hơn. Comparative of inferiority. Chúng ta có công thức như sau. Đối với countable noun, những danh từ đếm được. Subtract less verb, less fewer, less noun, less than, less not a pronoun. For example, she works fewer hours than workers. Cô ấy làm việc ít giờ hơn công nhân. Chúng ta thấy sau fewer là hours là countable noun. Đối với uncountable nouns, danh từ không đếm được. Subtract less verb, less, less noun, less than, less not a pronoun. For example, my father brings less beer than his friends. Cha của tôi uống ít bia hơn bạn của ông ấy. Ở đây chúng ta thấy beer đứng sau từ less là uncountable noun. Vậy đối với fewer thì sau đó chúng ta dùng danh từ đếm được ở số nhiều. Còn đối với less chúng ta dùng danh từ không đếm được ở phần so sánh ít hơn hoặc kém hơn. Chúng ta sẽ làm bài tập về mẫu câu so sánh hơn của danh từ. Ở câu thứ nhất, my friends more meals than her brother. Mai uống nhiều sữa hơn anh trai của ấy. Có nghĩa là anh trai của cô ấy là anh trai của Mai uống ít sữa hơn Mai. Chúng ta sẽ làm như sau. My brother drinks less milk than her. Ở đây chúng ta thấy more milk đổi thành less milk. Câu số 2. Charles has more books than Peter. John có nhiều sách hơn Peter. Có nghĩa là Peter có ít sách hơn John. Peter has fewer books than John. Chúng ta thấy chữ more books đổi thành fewer books. Câu số 3. She has fewer brothers than me. Cô ấy có ít anh em hơn tôi. Có nghĩa là tôi có nhiều anh em hơn cô ấy. Thì chúng ta thấy fewer brothers đổi thành more brothers. Câu số 4. He drinks less wine than Mr. Hyde. Ông ấy uống ít rượu hơn ông Hải. Điều này có nghĩa là ông Hải uống nhiều rượu hơn ông ta. Chúng ta thấy từ less wine đổi thành more wine. Qua mẫu câu số 3. Favorite chúng ta viết lại thành like best or like most. Để hỏi người nào đó thích gì nhất, ta có thể dùng một trong hai cách sau. Cách thứ nhất, what plus be plus one's favorite plus now. Có nghĩa là yêu thích nhất của ai đó là gì. Cách thứ hai tương ứng, which hoặc what plus now plus do other plus subject plus likes best or likes most. Có nghĩa là ai đó thích gì nhất. Ví dụ, what's your favorite subject? Môn học yêu thích nhất của em là gì? Thì chúng ta sẽ viết lại. Which subject do you like best? Môn học gì bạn thích nhất? Để trả lời cho hai cách trên. Ở cách thứ nhất, chúng ta dùng tính từ sở hữu đặt ở đầu câu. My, his, her, hoặc bất kỳ một người nào đó, chẳng hạn như mình, thì chúng ta phải add phía sau. Rồi chúng ta còn favorite, cộng danh từ, cộng is. Cách trả lời thứ hai, subject cộng like. Nếu chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít hoặc bất kỳ một người nào đó, thì like này chúng ta thêm s và cuối câu là bad hoặc là most. Ví dụ, my favorite sport is football. Thể thao yêu thích nhất của tôi là bóng đá. Thì chúng ta sẽ viết lại, I like football best. Tôi thích bóng đá nhất. Chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập về mẫu câu yêu thích nhất. Ở đây cũng có 3 câu.
Câu thứ nhất, what food do you like best? Bạn thích thức ăn nào nhất? Có nghĩa là what is your favorite food? Thức ăn yêu thích nhất của bạn là gì? Câu số 2, her favorite drink is milk. Thức uống yêu thích nhất của cô ta là sữa. She likes milk best. Cô ấy thích sữa nhất. Câu số 3, what sport does her like best? Thể thao nào tâm thích nhất? Chúng ta viết lại như sau. What is Tom's favorite sport? Thể thao yêu thích nhất của Tom là gì? Chúng ta tiếp tục với mẫu câu thứ tư. Tính từ ghép, compound adjective. Tính từ ghép được thành lập bằng cách kết hợp một con số và một danh từ đếm được. Danh từ của tính từ ghép này luôn ở thành thức số ít, ngay khi chúng bổ nghĩa cho danh từ số nhiều, và được kết nối với một con số bằng một dấu gạch ngang. Và gọi là compound adjective. For example, students have a summer vacation that lasts 3 months. Học sinh có một kỳ nghỉ hè mà kéo dài 3 tháng. Ở đây chúng ta thấy summer vacation là danh từ chính, một kỳ nghỉ hè. 3 months là thời gian kéo dài của kỳ nghỉ hè, được viết thành tính từ ghép như sau. Students have a 3 months summer vacation. Ở đây chúng ta thấy months là danh từ của tính từ ghép luôn luôn ở hình thức số ít, do đó chúng ta phải bỏ SD, thay vào đó là dấu gạch ngang ở đằng trước nó. 3 months này ta gọi là compound adjective, là tính từ ghép đứng trước danh từ chính summer vacation, bổ nghĩa cho danh từ chính đó. Student has a 3 month summer vacation, nghĩa là học sinh có một kỳ nghỉ hè 3 tháng. Chúng ta sẽ làm bài tập về mẫu câu tính từ ghép. Ở đây cô có 3 câu. Câu thứ nhất, we have a break that lasts 30 minutes. Chúng ta có một lần giải lao mà kéo dài 30 phút. Ở đây chúng ta nói một lần giải lao, a break, thời gian là 30 minutes, 30 phút. Vậy chúng ta sẽ làm như sau. We have a 30 minute break. Chúng ta có một lần giải lao 30 phút. Câu số 2, we will have two vacations that last 3 months. Chúng ta sẽ có 2 kỳ nghỉ kéo dài 3 tháng. Ở đây, two vacations, 2 kỳ nghỉ, thời gian là 3 months, 3 tháng. Vậy chúng ta sẽ viết, we will have two 3 month vacations. Chúng ta sẽ có 2 kỳ nghỉ 3 tháng. Câu số 3, she watching a film with last 3 hours. Cô ấy đang xem một bộ phim mà kéo dài 3 tiếng. Ở đây nói về a film, thời gian là 3 hours, 3 tiếng. Thì chúng ta sẽ viết, she watching a 3 hour film. Cô ấy đang xem một bộ phim 3 tiếng. Buổi ôn tập đến đây là kết thúc. Cô mong rằng các em sẽ cố gắng học bài và làm bài thật kỹ để đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới nha. Không những môn cô mà tất cả các môn khác cũng vậy. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe bài giảng của cô hôm nay. Chào tạm biệt và chúc may mắn. Tạm biệt. Good luck to you.